chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ làm món chè trôi nước khoai mỡ. Để làm cái món này thì đây mình có chuẩn bị 200g bột nếp. Và đậu xanh thì mình dùng 150g. Mình đổ nước vô, mình ngâm khoảng 2 tiếng để cho nó nở mềm ra. Khi nấu thì nó sẽ nhanh hơn. Và đây là khoai mỡ mình dùng 200g, mình đã gọt vỏ sẵn rồi nhé. Và đậu phộng thì mình dùng 50g và 250g đường, một ít muối và 10g gừng. Gừng thì mình đã gọt vỏ sẵn rồi nhé. Và nước cốt dừa thì mình dùng 350ml. Đầu tiên thì mình sẽ lấy khoai tím rồi mình sắc khoanh ra. Sau đó mình đem đi hấp cho nó chín mềm. Mình sắc cái khoanh độ dày khoảng 1cm nhé, để khi mà mình hấp thì nó sẽ mau mềm hơn. Bạn thấy khoai này nó có chỗ trắng, có chỗ tím tím, nhưng nó không có đều nhau. Các bạn có thể hấp hoặc là luộc cũng được nha. Rồi mình đã cho khoai vào trong cái xửng hấp, đậy nắp lại, mình sẽ hấp trong vòng 15 phút. Rồi phần khoai thì mình hấp đã chín rồi. Để biết khoai đã chín hay chưa, các bạn có thể dùng một chiếc đũa mình đâm vào như thế này. Rồi, khoai đã chín mềm rồi, giờ mình tắt bếp. Rồi mình đổ khoai ra ngoài cái tô nha. Rồi, khoai mình đã cho ra ngoài cái tô rồi, và mình dùng cái nĩa để mình tán khoai cho nó nhuyễn ra. Và khoai này rất là thơm luôn á. Phần khoai thì mình đã tán nhuyễn rồi, và mình sẽ cho vào khoảng 10g đường. Mình trộn đều lên nhé. Trộn đều xong rồi mình sẽ cho phần bột nếp vào. Bột nếp mình cho vào hết luôn nhé. Sau đó trộn đều lên rồi nhồi cho phần bột vào khoai thật là đều với nhau. Đều xong thì mình sẽ đổ vào khoảng 50ml nước sôi. Nước thì các bạn nhớ là đun cho nó thật là sôi nha. Mình đổ vào từ từ rồi trộn đều lên. Giờ bột xong rồi vo thành một cái viên tròn. Ta dùng bột thực phẩm bọc kín cái tô lại để mình để yên cho bột nghỉ nha. Mình để yên bột cho bột nghỉ cho đến khi nào mình làm xong cái phần nhân thì mình sẽ lấy ra rồi nắn vào. Phần đậu xanh thì mình vo sạch sau đó đổ vô trong cái nồi. Sau đó mình đổ nước vô. Mình đổ vào khoảng nửa lít nước. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt lên bếp và nấu cho đến khi nào đậu chín mềm hết là được. Thời gian mình nấu khoảng 20 phút. Phần đậu mình nấu chín mềm như vậy là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Đợi cho đậu hơi nguội nguội, sau đó mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Còn bạn nào mà không có máy xay thì mình có thể tán nhuyễn cũng được nhé. Đổ vào trong nồi 50ml nước cốt dừa. Mình cho vào một ít muối và 30g đường. Mình sẽ xay cho thật là nhuyễn. Đậu mình đã xay nhuyễn xong thì đổ ra ngoài cái chảo. Bật bếp lên và mình xên cho phần đậu này đến khi nào mà nó khô lại là được. Và lúc xên đậu thì mình sẽ đảo đều tay như thế này nhé, để tránh phần đậu của mình nó bị khét dưới đáy chảo. Lúc này thì các bạn thấy phần đậu của mình nó hơi khô lại rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho vào một ít dầu ăn. Đảo đều lên. Xên thì mình sẽ xên với lửa nhỏ nha. Phần đậu mình xên như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp để cho cái phần đậu này nó nguội nguội lại. Sau đó mình sẽ vo thành những cái viên tròn nha. Phần những đậu xanh thì mình đã chia ra thành những cái viên nhỏ đây nè. Và phần bột mình cũng chia ra luôn. Tỷ lệ cái phần nhân và cái phần bột này thì nó bằng nhau nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu nắn bánh thôi. Đây các bạn nắn cho nó hơi dẹp dẹp ra như vậy. Rồi cho cái nhân đậu xanh vào giữa, mình gói lại. Sau đó mình vo thành một cái viên tròn, rất là đơn giản luôn. Rồi tương tự thì mình sẽ làm với những cái phần bột và phần nhân đậu xanh còn lại nhé. Mình đã nắn cái phần nhân vào trong bột xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi luộc. Mình bắt lên bếp một nồi nước sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho những cái viên bột vào để mình luộc. Luộc cho đến khi nào mà cái phần bột này nó chín và nó nổi lên mặt nước thì mình sẽ vớt ra nhé. Rồi phần khoai nó đã nổi lên rồi đấy các bạn. Bây giờ mình vớt ra và mình để vào trong một cái tô nước lạnh. Mình sẽ ngâm cái viên chè này ở trong nước lạnh khoảng 5 phút. Phần gừng thì mình sẽ sắc sợi. Cho vào nồi 600ml nước và bật bếp lên nha các bạn. Sau đó mình sẽ đổ vào 130g đường. Nấu cho cái phần đường này tan ra nha. Ngoài đường cát thì các bạn cũng có thể dùng đường thốt nốt cũng được. Và
cho đường tan ra rồi mình nêm nếm cái độ ngọt cho hợp khẩu vị ăn. Nếu mà thấy chưa ngọt các bạn có thể cho thêm đường nha. Đường đã tan ra rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần gừng sắp sợi vào nhé. Khuấy đều lên. Mình sẽ để cho nước sôi khoảng 2 phút rồi cho cái viên chè vào. Giờ mình sẽ cho những viên chè vô nha. Viên chè thì các bạn nhớ là vớt cái phần nước hồi nãy mình ngâm ra nha. Hồi nãy cái phần bột á các bạn nó còn dư á, mình vo thành những cái viên tròn nhỏ như vậy. Rồi mình luộc luôn. Rồi đó cho vào trong nồi chè này luôn nha. Đợi cho nước sôi lên thì mình sẽ tắt bếp. Đây các bạn thấy nè, những viên chè màu tím nhạt. Những màu này giống như là màu khoai môn vậy đấy. Rồi nồi chè của mình như thế này là được rồi nha các bạn. Bây giờ mình để cho nó nguội nguội rồi mình múc ra ngoài tô và bắt đầu thưởng thức thôi. Chè này còn nóng mình ăn không có ngon bằng nó nguội nha. Mình đổ vào nồi 300ml nước cốt dừa. Rồi bật bếp lên nha. Mình sẽ cho vào 20g đường còn lại. Mình cho vào một ít muối nữa. Ở đây mình có pha một ít bột bắp nè các bạn. Mình cho một muỗng cà phê bột bắp vào trong chén rồi cho vào 2 muỗng cà phê nước, khuấy đều lên. Chút nữa mình sẽ cho vào trong nồi nước cốt dừa này để tạo cái độ sệt. Cái phần đường đã tan ra đó các bạn, mình mới vừa nếm thử mình thấy nó chưa có ngọt lắm nên là mình sẽ cho vào thêm một ít đường nữa. Rồi khuấy đều lên. Các bạn nấu ở nhà mình có thể nêm nếm theo hợp khẩu vị ăn của mình nha. Cho phần nước cốt này sôi lên thì mình sẽ cho phần bột bắp vào. Mình vừa đổ vô vừa khuấy đều lên. Rồi lúc này thì các bạn thấy nước cốt của mình bắt đầu nó sệt lại rồi nè. Mình tắt bếp luôn nha. Khuấy đều lên. Rồi nước cốt mình cũng để cho nó nguội rồi mình hẳn ăn nha. Cái phần đậu phộng thì mình sẽ cho vào trong chảo để mình rang. Khi rang động thì mình sẽ cho vào một ít muối. Mình để lửa nhỏ thôi nha. Và lúc rang thì mình sẽ rang đều tay, cho đến khi nào hạt đậu của mình nó chuyển sang mà hơi vàng và cái vỏ nó hơi nứt ra đó. Đậu này rang vàng xong thì các bạn đợi cho nó nguội nguội rồi mình bóc vỏ nha. Đậu mình rang xong thì mình sẽ cho vào trong cái cối. Mình đã bóc vỏ xong rồi đấy các bạn. Mình dùng cái chài để mình giã cho nó hơi nát ra. Chỉ hơi nát nát là được rồi. Rồi đậu mình giã hơi hơi như vậy là được rồi nha. Chè thì mình đã múc ra ngoài cái tô rồi. Giờ mình sẽ rắc đậu phộng lên. Đây mình chuẩn bị một cái chén nè. Bây giờ múc một viên chè vào trong chén rồi mình ăn nha. Wow, cực kỳ thơm luôn các bạn. Thơm cái mùi gừng nè. Chen một ít nước vào nữa. Rồi mình sẽ chan nước cốt vào nè. Đây mình sẽ ăn thử nha các bạn. Chè rất là ngon luôn á. Cái lớp bột bên ngoài á thì mình ăn nó mềm nè, hơi dai một chút xíu. Và nó có vị của khoai mỡ đó các bạn. Còn cái phần nhân ở giữa thì khi mình ăn thì mình thấy cái vị ngọt khá là vừa ăn nè. Và cực kỳ béo luôn. Tại đây đậu đã béo rồi, mình có cho thêm nước cốt dừa nữa. Cho nên là nó cực kỳ béo luôn. Kết hợp với lại nước cốt dừa béo nữa thì cái món chè của mình rất là tuyệt vời luôn á. Có đậu vào mình ăn nó bùi bùi. Ngon quá à. Và nhìn cái màu tím nè. Màu tím của khoai này các bạn. Tím nhạt nhạt. Tím mộng mơ. Thường thì nấu cái món chè trôi nước này nè các bạn thì người ta hay dùng bột nếp không à. Còn hôm nay thì mình kết hợp với lại khoai mỡ đó để cho nó có cái màu tím tự nhiên nè. Và khi ăn thì cái vị của khoai mỡ đó các bạn nó có cái mùi thơm hơi nhẹ nhẹ. Đây, các bạn thấy cái món chè trôi nước khoai mỡ này rất là dễ làm đúng không nè. Mình chỉ cần nấu cho khoai mỡ nó chín mềm rồi mình trộn với bột thôi. Nước cốt thì cực kỳ béo luôn. Và cái phần nước đường này nè các bạn, mình có cho thêm gừng đó cho nên nó rất là thơm. Mình cho một lượng gừng vừa thôi, đừng có nhiều gừng quá nha các bạn. Nếu mà gừng nhiều quá thì cái nước này nó sẽ dễ bị cay lắm.
Đây là cái viên bột không nè các bạn. Phần bột còn dư mình nắn nhỏ nhỏ như thế này nè. Người ta hay gọi là chè lẩm chẩm á. Đây, cái phần nước cốt đây nè, khi mà mình ăn bao nhiêu thì các bạn hãy chan vào nha. Chứ mình đừng có múc ra một tô nhiều quá để mình chan vào. Nếu mà ăn không hết thì nó dễ bị thiêu lắm. Tại vì nước cốt nó béo á. Khi ăn thì mình hẳn múc ra rồi chan vô nha. Mình thì cũng ít ăn đồ ngọt, nhưng mà hôm nay thì ăn cái món chè này các bạn tự nhiên thấy ngon ghê luôn á, cực kỳ ngon luôn á. À, các bạn ơi, video nấu món chè cho nước khoai mỡ của mình đến đây cũng hết rồi. Mình chúc cho các bạn làm thành công nè và ăn ngon miệng nữa nhé. Nếu các bạn mà có thích video của mình thì hãy nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình nha. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!